Xin tự giới thiệu, tôi là Tuấn LV, tên trên hộ chiếu là Lê Văn Tuấn và tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Rim Holding. Tôi xin kể với các bạn một kỷ niệm như thế này. Có một buổi chiều, khi mà tôi đang rảo bước trên đại lộ danh vọng của Sahara, thì chợt tôi nghe văng vẳng lên cái lời bài hát: đưa nhau ta đi về, đưa nhau ta đi về, thăm lại miền quê nơi cánh diều đưa nôi, có dòng sông bên lở bên. Tôi xin lỗi, cảm xúc hơi ùa về. Chính vì vậy tôi đã quyết định, tôi phải trở về quê hương, phải trở về quê hương để giúp đỡ bà con của tôi. Và bà con của tôi là ai ạ? Là chính tất cả các bạn đấy ạ. Ngay sau đây xin giới thiệu với các bạn nhân vật chính của chúng ta: họa sĩ, giảng viên, giáo sư, nhà tâm thần học Eric Cantofan. Bonjour madame, bonjour monsieur, travestie. Hey, arigatou gozaimasu. Tôi cũng giống như Mr. Tuấn LV ở đây. Tôi trở về đây với một nỗi đau. Đó chính là nỗi đau: các bạn chưa giàu, các bạn chưa hạnh phúc. Các bạn ạ. Thầy, thầy ơi, thầy, thầy đây rồi. Thầy. Gì đấy? Lâu lắm rồi em mới gặp thầy. Thầy ơi, em là Kenny Long đấy thầy. Sao bây giờ lớn thế này à? Thầy ơi, nhờ vào công dạy dỗ của thầy, ngày xưa sáng nào em cũng chỉ ăn mì tôm với cả lương khô. Bây giờ em đã mạnh dạn ăn phở bò và hai trứng trần tươi thầy ạ. Thầy. Thôi, được rồi. Em về chỗ đi. Thầy. Các em thấy không? Những cảm xúc vừa rồi là do đâu? Từ con tim ạ. À, dạ, con người ạ. Sai! Những cảm xúc mạnh mẽ nhất đến từ tiền. Tiền. Và ngày hôm nay tôi đến với các bạn, các bạn hãy tưởng tượng các bạn là những Aladdin. Nhưng Aladdin sẽ không là gì nếu không có tôi. Tôi sẽ là thần đèn của các bạn. Tôi. Mày làm gì? Em tưởng là đèn thì em cọ. Đừng cọ vào tôi, mà hãy cọ vào cái ứng dụng mà chúng tôi vừa mới viết ra. Chúng tôi đã viết ra một cái app tên là Kinh. Các bạn chỉ cần cài đặt ứng dụng Kinh của chúng tôi vào và nạp vào đó một khoản tiền nhỏ thôi là Kinh sẽ hoạt động. Nó hoạt động ở đâu ạ? Ở tất cả các sàn chứng khoán trên toàn thế giới. Cái anh Kinh này chơi chứng khoán chưa tuyệt phát à? Bởi vì nó được cài đặt bằng một cái trí tạo nhân tuệ có tên là AL. Cho nên là nó phân biệt được phiên nào là thắng, phiên nào là thua. Thắng nó mới đánh, thua nó không đánh. Trăm trận trăm thắng. Đúng. Được chưa ạ? Đúng. Có luôn. Này, sao vỗ tay? Đứng lên. Dạ. Đứng lên. Em bỏ điện thoại ra. Bỏ ra. Trong giờ em có làm cái gì đâu ạ? Nhìn vào điện thoại. Đây ạ. Thấy gì? Đây là ảnh mẹ em ôm em hồi bé. 50 tỷ từ thị trường chứng khoán New York đêm qua. Thấy chưa? 50 tỷ tiền đào Bitcoin đây này. Thấy chưa? Đây làm gì có cái gì đâu thầy. Khổ quá. Ông phải tưởng tượng ra. Tức là bây giờ ông chưa cài cái app. Nếu ông cài cái app thì nó sẽ có. Ông hiểu chưa? Có nghĩa là em tưởng tượng nhá. Ừ. Đúng rồi. Nhưng mà tưởng tượng thì Đây. Tiền 50 tỷ New York chuyển về đây rồi. Đây. Đây. Tiền Bitcoin 50 tỷ đây rồi. Đây. Thế là em có 100 tỷ hả anh? Với 100 tỷ trong tay, cậu sẽ sắm cho mình những căn biệt thự xa hoa tráng lệ, với bể bơi, với vườn tược rộng rãi mênh mông.
ở xa xa đúng không anh? Đúng rồi. Và cậu sẽ có những chiếc siêu xe limited mà trên thế giới nó chỉ có một vài chiếc thôi. Rồi cậu sẽ sắm cho mình hàng trăm cái phi cơ riêng. Rồi cậu sẽ có một cuộc sống hoàng gia, lúc đấy cậu sẽ là hoàng thượng, vợ cậu sẽ là hoàng hậu, mẹ cậu sẽ là thái hậu, mẹ của mẹ cậu sẽ là thái hoàng, thái hậu. Ngay cả những cái chai rượu cậu uống, những điếu xì gà cậu hút, nó có đáng giá cả trăm triệu. Ôi đấy. Trời ơi. Vậy là từ kinh em sẽ kiếm được 100 tỷ mỗi ngày. Và như thế em sẽ trở thành Nam Thái Tử. Đúng rồi. Đây. Nào, nào, nào. Tất cả mọi người ở dưới này, ai muốn có 100 tỷ một ngày như Nam Thái Tử, giơ tay. Ngay bây giờ ai đang có sẵn 50 triệu trong người, các bạn hãy mau chóng di chuyển sang phòng bên cạnh, nộp tiền cho kế toán để bộ phận kỹ thuật của chúng tôi cài ứng dụng ngay vào điện thoại của các bạn. Nào. Di chuyển nhanh lên. Thế này Nam ạ, cơ hội không đến lần nữa đâu. Giảm 50% rồi, còn có 25 triệu. Mười triệu cộng hai chỉ vàng. 10 triệu, hai chỉ vàng, một tạ đỗ đen. Chốt luôn. Đi nhanh lên. Chú ơi. Cái gì cơ? Hả? Hả? Giải áp đi. Hả? Ui giời ơi, cái con trợ thính này đã bật đâu? Alo, chú nghe được chưa? Nghe rồi, nghe chưa? Rồi. Bây giờ nghe nhá. Ừ. Đi cài cái ứng dụng ấy, chỉ còn 500 nghìn thôi. 500, cài app luôn. 500 nghìn có app luôn. Ừ. Đi không? Đi. Nhanh, nhanh, đi. Nhanh, 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 nhanh. Cài app hết rồi, xuống tiền hết cả rồi. Xuống tiền hết rồi. 100% rồi. 100% rồi.